hải tạc chi lực hút trái cây vân điên lãnh nguyệt đại đại ách gơ. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com, ban đêm tinh không như một khối to lớn tấm màn đen che lại rộng lớn bầu trời, ghét câu như một tầng màu bạc lụa mỏng khoác ở trên tấm màn đen, phối hợp này chút ít lóe ra tinh quang. Khiến cho ban đêm tinh không là như thế sáng chói, thâm thúy, thần bí. Một trận mang theo nước biển vị mặn gió biển thổi qua trên bờ cát ách gờ nằm nghiêng tại trên bờ cát trong miệng điêu bên trong một cây cỏ xanh có chút nhai một cỗ nhàn nhạt đắng chát tại trong miệng tràn ngập ra ách gờ chậm rãi giơ lên có chút bàn tay trắng nõn cản ở trước mắt ánh mắt xuyên thấu qua ngón tay khe hở nhìn trên bầu trời kia vòng cong cong mặt trang tinh không vẫn là trước sau như một mỹ lệ nhìn qua tản ra nhu hòa quang mang ngân nguyệt ách gơ lẩm bẩm một câu về sau miễn cưỡng rút bàn tay về chắp hai tay sau ót ánh mắt có chút hoảng hốt mười năm nữa nha thời gian trôi qua thật nhanh trong lòng suy nghĩ theo gió biển phiêu đãng ra bỗng nhiên ách gơ nhàn nhạt nhẹ giọng từ lẩm bẩm edgar cũng không phải người của thế giới này hắn vốn là trên địa cầu hoa hạ quốc một tên hải quân lục chiến đội viên tại một lần chấp hành nhiệm vụ về sau trở về lúc nghỉ ngơi không hiểu thấu xuyên qua hắn xuyên qua đến một tên bị ném bỏ tân sinh hài nhi trên thân đoạt xá hài nhi linh hồn Edgar buồn bực dị thường, xuyên qua cũng liền xuyên qua đi, vì sao phải xuyên qua thành một tên bị ném bỏ tân sinh hài nhi bên trong, cái này không phải liền là để hắn xuyên qua tới phải chết sao? Mắt thấy không người hỏi thăm Edgar liền muốn đói thời điểm chết. Một tên mặc màu tím nhạt dục bào, cột ám tử sắc đai lưng, mang theo một kiện mũ che màu tím, chân đạp mộc dày, cầm trong tay trượng đao, trừ cánh tay quấn băng vải, trên tay mang theo hộ thủ mù lòa đi tới hắn đem Edgar thu dưỡng tránh khỏi Edgar chết đói mà tên này mù loà cho Edgar lấy danh tự cũng là để Edgar ngoài ý muốn mù loà cho Edgar lấy danh tự lại là hắn ở địa cầu lúc làm hải quân lục chiến đội viên danh hiệu cũng chính là liền là Edgar tại xuyên qua tới về sau thông qua từ từ hiểu rõ cũng là để Edgar biết mình xuyên qua thế giới, lại là kiếp trước đồng đội mình thường xuyên nhìn một cái anime vua hải tặc thế giới. Edgar chỉ là xuyên thấu qua đồng đội mình mới hiểu rõ vua hải tặc, bất quá cũng chỉ là có đơn giản một chút hiểu rõ, đối nhân vật ở bên trong cơ bản không biết. Tại Edgar xuyên thấu qua đồng đội sau khi giới thiệu, đối vua hải tặc tràn đầy hiếu kỳ, vốn định chấp hành xong nhiệm vụ lần này sau liền đi nhìn vua hải tặc, nhưng mà ai biết hắn còn không có nhìn liền xuyên qua. Khi biết mình đi tới thế giới là vua hải tặc thế giới lúc, ách gơ lại là hưng phấn lại là phiền muộn. Hưng phấn là, hắn bản thân liền là cái thích kích tình người, có thể xuyên qua đến cái này nhiệt huyết thế giới, để hắn hưng phấn dị thường. Buồn bực là, hắn nhưng là biết thế giới này so mình thế giới cũ tranh lệch rất nhiều, cường đại người có được có thể một mình hủy diệt một quốc gia thực lực. Một cái công kích có thể sánh ngang đạn hạt nhân uy lực. Mình bằng vào kiếp trước thuật cách đấu, nhiều lắm là so với người bình thường mạnh, vậy dạng này làm sao có thể ở cái thế giới này sống tự do tự tại đâu? Bất quá ách gơ cái này buồn bực suy nghĩ pháp cũng không lâu lắm liền biến mất. Bởi vì ách gơ phát hiện thu dưỡng hắn Mù Lòa là một tên thực lực cường đại kiếm khách. A, à, không, hiện tại hẳn là xưng hô Mù Lòa vì dưỡng phụ mới đúng. Acher mừng rỡ như điên, tại Acher sẽ lúc nói chuyện, liền lập tức xin mời cầu dưỡng phụ dạy hắn kiếm thuật thể thuật. Dưỡng phụ cũng là rất thẳng thắn, tại Acher đưa ra thỉnh cầu về sau, liền lập tức bắt đầu dạy hắn kiếm thuật. Thời gian vội vàng mà qua, nhoáng một cái, 10 năm đi qua, bây giờ Acher đã 10 tuổi, nhưng là nếu có người chỉ là nhìn tuổi của hắn nhỏ, liền khinh thị hắn, như vậy người kia sẽ rất thảm thời khắc này Edgar cơ bản học xong dưỡng phụ kiếm thuật tinh túy. Nhiễm nhiên có một cỗ kiếm khách khí chất. Ngay tại Edgar thấp giọng từ lẩm bẩm lúc bỗng nhiên quay đầu lại, đối bãi cắt sau rừng cây, khóe miệng ngậm lấy một vòng ấm áp mỉm cười, cười nói. Lão cha, ngài đã tới a à, ha ha, Edgar, lại tới lười biếng sao, cây từ đó, tại tĩnh chỉ chốc lát về sau, truyền ra một đạo mang theo tang thương hùng hậu hữu lực tiếng cười nhánh cây một trận lắc lư, một vị trên mặt mang theo ý cười trung niên nhân đi ra. Trung niên nhân thân mang tử sắc dục bào, chống một cây mộc trượng, tại cây chán bên trái có một đạo từ mình tạo thành ích trạng vết xeo. Tóc đen, bên miệng giữ lại một vòng sợi dâu. Hắn chính là ách gơ dưỡng phụ, đồng thời cũng là ách gơ kiếm thuật sư phó, tương lai hải quân đại tướng, Fujitora Iso hắc hắc lão cha đây không phải ngươi nói a à, đừng quá độ huấn luyện sẽ tổn thương thân thể nhìn qua Fujitora Eg trên mặt tiếu dung càng đậm hơn một phần hắc hắc cười nói mặc dù Eg có trí nhớ của kiếp trước nhưng là kiếp trước Eg là cô nhi không cha không mẹ từ chưa từng cảm thụ thân tình ấm áp mà tại đi vào thế giới này về sau fujitora sủng ái quan tâm khiến edgar cảm nhận được chưa bao giờ có thân tình cái này khiến đến edgar cam tâm gọi hắn một tiếng lão cha fujitora lộ ra một vòng tiếu dung đi vào edgar trước mặt vuốt vuốt edgar tóc cười mắng Người tiểu tử thúi này, liền ngươi ngụy biện nhiều, đi thôi, rất muộn, ngày mai còn phải xuất phát ách hắc hắc iso, nhẹ gật đầu, tay gối cái đầu, liền cùng Fujitora hướng cây từ đi đến. Một lúc sau, ách gơ cùng Fujitora về tới lần này bọn hắn lữ hành tạm thời nghỉ chân bát sát mẫu chấn. Nấc, iso, lần sau nhớ kỹ lại đến cực hai thanh A, nấc ta nhất định đem ngươi thắng tinh quang, ha ha ha! Một tên dẫn theo bầu rượu đánh lấy nấc lão đầu đối Fujitora nói. Fujitora quay người nhìn về phía cái này cùng mình cực xúc sắc, mình bị hắn kém chút thắng liền thừa trong đó cu cao thủ cờ bạc lão đầu nói ha ha, tốt, ngày mai chúng ta lại đến cực, bất quá ta hiện tại phải đi ăn bát kiểu mạch mặt, đói bụng chết, ác im lặng nhìn xem Fujitora, bất đắc dĩ thân tay vịn chặt cái chán lắc đầu, bĩu môi nói. Lão cha, đều gọi ngươi đừng cược, ngươi còn cược đánh cược nhỏ mà thôi, không có gấp hay không, ha ha ha, Fujitora một bộ không quan trọng bộ dáng, làm cho Edgar sạm mặt lại. Báo cáo thuyền trưởng, chúng ta ngày mai liền có thể đến tới kế tiếp hòn đảo, một tên lớn cái mũi đỏ, tướng mạo giống dốc cơ người, nghe lấy báo cáo của thủ hạ, nhẹ gật đầu tự nhủ. Hắc hắc, lần này không biết có thể cướp được bao nhiêu tiền, tốt chờ mong a, à, ha ha ha, dốc cơ nói nói, a à cười lên ha hả thuyền viên cũng là a à cười lên ha ha. Chưa xong còn tiếp PS sách mới, cầu duy trì, thích độc giả thật to nhóm, cất giữ dưới, cho điểm hoa tươi, cho điểm khen thưởng, cho giờ 10 phút đánh giá AT mũ T. Hải tạc chi lực hút trái cây vân điên lãnh nguyệt đại đại cầu đề cử hoa đậu. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Hôm sau, sáng sớm, 990, 991, 992. Ách dựng ngược, đơn chỉ chống đỡ địa, làm lấy đơn chỉ dựng ngược chống đẩy. Thời khắc này, ách gơ đầu đầy mồ hôi, mồ hôi đã thấm ướt ách gơ quần áo, ướt ươn ướt quần áo giống như mới từ trong nước lấy ra đồng dạng. Một giọt một giọt mồ hôi thuận ách gơ gương mặt nhỏ xuống trên mặt đất. Chỉ gặp ách gơ chống đỡ địa địa bên trên có một bãi từ ách gơ mồ hôi hội tụ mà thành nước bãi 998. Tại chật vật làm xong thứ 998 hạ lúc, Edgar cảm giác mình chống đỡ địa ngón tay giống như đã không thuộc về mình, tăng thêm trên cánh tay truyền đến trận trận đau nhức cảm giác. Làm cho Edgar khuôn mặt thanh tú lúc này lại là gấp nhíu chung một chỗ. Edgar cắn răng, trong lòng không ngừng cho mình nhắc nhở. Còn có hai lần, còn có hai lần. Liền kết thúc, cố lên. Cố lên. Hiện tại từ bỏ liền phí công nhọc sức. Cố lên, không thể từ bỏ, 999, trong lòng không ngừng cổ vũ, để Edgar lại là chật vật làm đến thứ 999 dưới. Thời khác này Edgar thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, ánh mắt đều có chút mơ hồ, nếu có người nhẹ nhàng đụng Edgar một chút, đoán chừng Edgar liền lập tức trực tiếp ngã xuống. Edgar thật chặt cắn răng, lúc này Edgar ý thức có chút mơ hồ, hiện đang chống đỡ hắn, liền là cái kia kiên cường nghị lực. Tại đã trải qua chật vật mấy phút đồng hồ sau, một nghìn. Sau cùng một nghìn dưới, ách gơ hoa thêm vài phút đồng hồ tiêu hao tất cả thể lực rốt cục hoàn thành. Bành, ách gơ tại làm xong hít đất một ngón tay về sau, trực tiếp co quắp trên mặt đất, lồng ngực lớn đường cong trên dưới chập trùng, miệng lớn hô hấp lấy. Hô, hô rốt cục một nghìn hạ ách gơ có thể cảm giác được tại tự mình làm xong thứ một nghìn hạ trong nháy mắt đó, hắn có thể cảm giác được mình vốn là tiêu hao thể lực tại kia một chớp mắt lại hiện lên rất nhiều. Đột phá cực hạn, kích phát tiềm năng. Khi nhân thể làm vận động dựa vào cứng cỏi ngoan cường nghị lực làm đến vượt qua bản thân cực hạn thời điểm, nhân thể sẽ kích phát ra tiềm năng để cho người ta thể cực hạn đột phá. Đạt tới càng độ cao hơn độ cực hạn. Edgar liền là đột phá cực hạn, kích thích mình kích phát thân thể tiềm năng. Nếu như chờ Edgar nghỉ ngơi tốt, để hắn tại làm một nghìn hạ đơn chỉ dựng ngược chống đẩy, đem không phải là tại như vậy khó khăn. Đang nghỉ ngơi hơn 10 phút sau, Edgar đứng dậy, vặn vẹo uốn éo eo, cánh tay luân vài vòng, cảm thụ hạ tương đương thể lực hồi phục sau. Lộc cọc, lúc này Edgar bụng truyền đến một tiếng vang dội lộc cọc âm thanh. Sờ lên bụng, ách gơ lẩm bẩm nói: "Bụng thật đói a, à, cũng không biết lão cha là nơi nào, đoán chừng lại đi cược." gơ nghĩ đến kia thích cờ bạc Fujitora, bất đắc dĩ lắc đầu. "Được rồi, mặc kệ ta trước đi ăn cơm đi." Đoán chừng hắn lại mình nếm qua, tranh thủ thời gian đi ăn cơm, chờ sau đó luyện tập kiếm thuật, làm xong quyết định về sau, ách gơ cách mở quán trọ viện tử. Hướng phía một cái tiệm mì mà đi. Ngay tại ách gơ tiến về tiệm mì lúc, thôn chấn miệng đi tới một đám cách ăn mặc khác nhau người cầm đầu người có lớn cái mũi đỏ tướng mạo giống dốc cơ người lại thứ nhất bên cạnh có một đầu màu trắng sư tử sư tử trên lưng tác giả một người mặc kỳ quái lông trắng liên y lông người khiến một bên là một vị tóc cắt ngang chán che khuất nửa bên mặt cưỡi đơn vòng xe mang theo khăn quàng cổ mặc áo choàng luôn luôn âm thật sâu cười người ba người này đi theo phía sau hơn mười tướng mạo khác nhau thủ hạ lúc này cưỡi tại màu trắng sư tử trên người người mở miệng nói lão đại dựa theo địa đồ chờ sau đó chúng ta liền muốn đến pasta tâm trấn lớn cái mũi đỏ nghe sư tử bên trên người vuốt ve hạ tương đương ba ha 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 cười to trong mắt tràn ngập tham tương đương lam quang mang nói chúng tiểu nhân đợi chút nữa cho ta đem thư đáng giá toàn bộ đoạt Ai đoạt nhiều lắm, ta liền ban thưởng ai, mặt khác buổi tối tới tiệc tùng cuồng hoan, ha 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 nha. Lớn cái mũi đỏ nói xong, thủ hạ sau lưng nhóm hưng phấn kêu to. Không bao lâu, bọn này quái dị người đi tới pasta tâm trấn. sa tâm trấn nhìn xem bọn này quái dị người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đột nhiên, một thôn dân nhìn thấy những người kia trên thân đều có cái dốc cơ khô lâu tiêu chí, hoảng sợ nói mọi người chạy mau hải tặc tới rồi chạy mau tên này thôn dân hô to khiến ở đây thôn dân nhao nhao hoảng sợ bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi trốn vào nhà mình trong cửa phòng lớn cái mũi đỏ nhìn qua các thôn dân hoảng sợ bộ dáng thậm chí vui vẻ cười to nói Ha ha ha, người Bắc Ghi đại gia tới rồi, đem các ngươi tất cả tài bảo giao ra, không phải đậu má rơi thôn này. Ha ha ha, không sai, cái này lớn cái mũi đỏ chính là tiền thưởng 14 triệu dốc cơ Bắc Ghi. Đáng tiếc các thôn dân tựa hồ không để ý đến dốc cơ Bắc Ghi lời nói, nhao nhao tại tránh trong nhà không dám ra tới thủ hạ quái dị nhìn xem bác ghi dốc cơ bắc ghi khóe miệng co quắp ra, đám thôn dân này vậy mà không nghe mình, khiến dốc cơ bác ghi cảm giác mình ở trước mặt thủ hạ mất thể diện, tức giận hô lớn. Cho ta đẩy ra bác ghi đạn pháo. Ta muốn nổ thôn, rõ, kéo kẹt kéo kẹt. Bác ghi thủ hạ nhóm đẩy ra một tòa pháo đài. Đem một viên bác ghi đạn bỏ vào pháo đài, dốc cơ bác ghi không chút do dự đốt lên dây dẫn nổ. suy suy, bành, hưu tương đương pháo đài phát ra một tiếng vang thật lớn. bắc ghi đạn hưu nổ vang một tiếng phát xa tầm chấn. ha 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 ha, chết hết đi. ha ha ha, dốc cơ bắc ghi không chút kiêng kỵ cười. chuẩn bị thưởng thức bắc ghi đạn nổ nát phát xa tầm chấn kia hùng vĩ một màn lốc. ngay tại bắc ghi đạn muốn đánh chúng thời điểm, một đạo như thiểm điện bóng đen tập thân mà ra bóng đen đối trên không trung bắc ghi đạn lóe ra một đạo đao mang đao mang hiện lên tùy theo mà đến là một tiếng rất nhỏ tiếng tạch tạch bắc ghi đạn trực tiếp bị đánh thành hai nửa bum bum bắc ghi đạn phân vỡ thành hai mảnh trên không trung bạo tạc tách ra hai đoàn hắc vụ không trung bạo tạc xung kích làm cho pasta tầm chấn rất nhiều phòng ốc pha lê ứng thanh vỡ vụn còn tốt chính là Pát xa Tâm Trấn cũng không có bị bác ghi đạn nổ nát. Dốc cơ bác ghi bọn người toàn bộ đem miệng ba chương đến lão đại, giật mình nhìn xem kia từ không trung vọt nổ thân ảnh. Vậy mà đem bác ghi đạn bổ ra, mà kỳ con mắt chừng đến như mắt cá chết, kinh ngạc nói. Bác ghi giờ phút này cũng là miệng ba dáng dấp lão đại, con mắt đều nhanh đột xuất tới, kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh kia. Người là ai? chưa xong còn tiếp, lãnh nguyệt ở chỗ này quỳ cầu các vị độc giả các lão ra ban thưởng điểm hoa tươi, 10 điểm đánh giá cùng khen thưởng A. Hải tạc chi lực hút trái cây vân điên lãnh nguyệt đại đại dùng sức quá độ cầu lai like hoa tươi. Nghe chọn bộ tại mê audio.com, Joker cơ bắc ghi giờ phút này nội tâm tràn ngập chấn kinh nhìn qua cái kia đạo dáng người có vẻ hơi đơn bạc, non nớt gương mặt có một vòng không thuộc về người đồng lứa cứng cỏi, dốc cơ bác ghi kinh ngạc thật lâu không có bừng tỉnh. Khi không trung bạo tạc khói đen tán đi, một sợi ánh nắng xuyên thấu qua khói đen khe hở chiếu xuống. Kia sợi ánh nắng vừa vặn chiếu xạ tại cái kia đạo thân ảnh đơn bạc trên thân. Dốc cơ bác ghi đám người cái này mới nhìn rõ đơn bạc thân ảnh diện mục kia là một trương thanh tú trẻ con tương đương mặt non nớt bàng, tràn đầy tinh thần phấn chấn, một cỗ đặc biệt khí chất từ thân ảnh kia phát ra. Vốn là bừng tỉnh bắc ghi bọn người thấy rõ thân ảnh diện mục về sau, lại là miệng ba trương đến có thể nuốt dưa hấu đồng dạng, con mắt chừng mắt cùng đèn lồng đồng dạng. Người này mấy tuổi? Đoán chừng chỉ có 10 tuổi đi, nhìn kia dáng người cùng khuôn mặt 10 tuổi. Băng hải tặc bắc ghi tất cả mọi người nhao nhao không thể tin rụi rụi con mắt lần hai nhìn về phía kia tại một sợi ánh mặt trời chiếu xuống ách gơ. Nhìn qua kia bị ánh mặt trời chiếu thoạt nhìn là như vậy lập lè thiếu niên, dốc cơ bắc ghi nuốt nước miếng một cái, nói. Trước mặt tiểu quỷ, vừa rồi, là ngươi đem bom chém thành hai khúc. Bắc ghi nói xong, con mắt viết hướng về phía ách gơ trong tay một cái nhánh cây, trong lòng không ngừng bồn chồn nói hẳn không phải là hắn, hẳn không phải là, hắn đều không có cầm vũ khí, mà ta đây là sợ cái gì, một cái 10 tuổi tiểu hài mà thôi, làm sao có thể bổ ra ta đặc chế bắc ghi đạn. Nhất định là có cao thủ tại phụ cận, đúng, không sai, bác ghi ở trong lòng không ngừng cho mình ám chỉ. Thế nhưng là ám chỉ vẫn chưa xong, ách gơ một câu, lại là khiến băng hải tặc bắc ghi hóa đá tại nguyên địa là ta đánh cho, chính là như vậy đơn giản ngắn gọn bốn chữ, để băng hải tặc bác ghi tất cả mọi người ngây người ở. Bác ghi dùng sức lắc đầu, nội tâm một mực cường điệu cái này bổ ra bom không phải trước mắt tên này thanh tú thiếu niên, sau đó chỉ vào ách gơ cười to nói. Ha 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 ha, tiểu quỷ, liền ngươi. Ngươi bổ ra ha ha ha, người cái này tiểu bất điểm, ha ha ha, người mới mấy tuổi a, à. ha ha ha, người nói người bổ ra, người lấy cái gì bổ. Ha ha ha, đừng nói cho ta, người cầm nhánh cây đánh cho, ha ha ha, bác ghi liên tục trào phúng lấy cười nhạo, khiến cho băng hải tặc bắc ghi những người khác cũng là theo chân trào phúng hống cười lên. Ha 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 ha. Ách gơ khẽ trao mày, không để ý đến băng hải tặc bác ghi tất cả mọi người trào phúng, mà là chậm rãi thân ra cầm nhánh cây tay nhỏ, sau đó nhánh cây chậm rãi hướng phía dưới vung lên, nói khẽ. Xuống địa ngục đi thôi, theo ách gơ thoại âm rơi xuống, bác ghi đám người tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này bác ghi mọi người đã không cười nổi âm thanh, bọn hắn đám người nhao nhao nằm dạp trên mặt đất. Bắc ghi đám người cảm giác được đem chung quanh mặt đất trọng lực tăng cường đến cực hạn, đám người ép nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Bắc ghi giờ phút này cắn răng thừa nhận trọng lực áp bách, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía ách gơ, cắn răng trầm trầm nói. Ngươi, ngươi, là, ác ma, trái cây, có thể. Lực người, bác ghi bản muốn sử dụng chia 5 xẻ bảy rời ra cái này trọng lực vòng, nhưng là theo SG trong tay nhánh cây chậm rãi đè thấp trọng lực cũng là càng lúc càng lớn. Để bác ghi căn bản rời không ra trọng lực vòng. Khi SG trong tay nhánh cây vung đến điểm thấp nhất lúc, SG thấp giọng nói. Jigoku Tabi Oanh, một âm thanh tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên chỉ gặp băng hải tặc bắc ghi chỗ khu vực trong nháy mắt lún hình thành một cái sâu không thấy đáy đen nhánh cái hố mà bắc ghi bọn người toàn bộ bị ép tương đương tại cái hố bên trong nhìn qua to lớn đen nhánh cái hố ách gơ giải trừ cái hố trọng lực áp chế mà là lần nữa vung vẩy trong tay nhánh cây đột nhiên hướng lên bầu trời vung đi một cỗ tử sắc gợn sóng từ Ếch gơ trong tay phát ra, thuận nhánh cây chỉ hướng bầu trời phương hướng mà đi. Cuối cùng biến mất tại mênh mông chân trời bên trong. Một lúc sau, bắt ra tầm chấn thôn dân nhao nhao từ trong nhà ra, bọn hắn cũng không có trông thấy Ếch gơ động tác. Cho nên khi bọn hắn lúc đi ra, nhao nhao ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía kia cửa thôn xuất hiện một cái cự đại đen nhánh cái hố, mà tại cái hố trước, đứng vững một cái thân ảnh đơn bạc, cũng chính là ách gơ. Các thôn dân đều là nghi hoặc hải tặc đi nơi nào. Ách gơ, hải tặc đi nơi nào, một tên tên thôn đối ách gơ hỏi. Ách gơ quay đầu hơi hơi iso, chỉ vào đen nhánh cái hố nói đại thúc bọn hắn tại cái này mặt bất quá các ngươi tốt nhất về phòng trước đi bởi vì bọn hắn muốn ra ách lời nói vừa nói xong đen nhánh cái hố bên trong truyền đến một trận thanh âm huyên náo mà đau chết mất ta muốn tiểu quỷ kia đẹp mắt. nhanh chuẩn bị hải lâu thạch ta phải bắt được tiểu quỷ này bác ghi tiếng chửi rùa từ cái hố bên trong truyền ra tên kia thôn dân lập tức bị hù tranh thủ thời gian hướng trong phòng chạy tới còn lại thôn dân cũng là vội vàng trở về phòng ngay tại thôn dân chuẩn bị trở về phòng dốc cơ bắc ghi vừa leo ra cái hố thời điểm nguyên bản ánh nắng tươi sáng trời đột nhiên ảm đạm xuống các thôn dân cùng vừa leo ra cửa động bắc ghi bọn người nhìn hướng lên bầu trời cái này ông trời ơi tận thế à đó là cái gì các thôn dân cùng bắc ghi bọn người nhao nhao con mắt đều nhanh đột xuất tới nhìn lên bầu trời một viên to lớn vô cùng mang theo nhiệt độ cao liệt diễm thiên thạch chính rơi về phía pasta tầm trấn thiên thạch thật nhanh tiếp cận mà đến oanh một tiếng không có gì sánh kịp to lớn tiếng oanh minh nổ tung xa tầm trấn địa kịch liệt giao động mang theo nhiệt độ cao liệt diễm thiên thạch trực tiếp đập vào bắc ghi bọn người chỗ đen nhánh cái hố bên trong A, à, tại thôn dân ánh mắt khiếp sợ dưới, bác ghi bọn người còn chưa leo ra cái hố liền bị thiên thạch đánh trúng. Một trận đầy trời bụi đất tung bay mà lên, Pasat tâm chấn tràn ngập đầy trời bụi đất, mà kỳ dị là, lấy ách gơ làm trung tâm nửa mét phạm vi bên trong lại là không có nửa điểm bụi đất. Chỉ gặp bay lên bụi đất đang đến gần ách gơ nửa mét chỗ lúc liền sẽ bị bắn ra tới. Edgar nhìn qua rách mướp bốn phía, đột nhiên vào đầu nói: Ngạch giống như quá dụng lực đầu. Chưa xong còn tiếp ps sách mới quỳ cầu lai con vất tơ cầu đề cử hoa đậu cầu thanh sách mới mong muốn độc giả thật to nhóm duy trì dưới quỳ cảm ơn hải tặc chi lực hút trái cây vân điên lãnh nguyệt đại đại fujitora dạy bảo cầu lai like hoa tươi đánh giá khen thưởng nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com SG đứng lẳng lặng, nhìn qua đầy dãy thương di cửa thôn, vạn phần xấu hổ, lẩm bẩm nói. Xem ra lão cha nói rất đúng, ngay từ đầu ăn trái ác quỷ, tại còn không có trưởng khống thời điểm, đừng loạn sử dụng năng lực, không phải rất dễ dàng không cẩn thận liền làm ra đại phá xấu, ai chờ sau đó đoán chừng phải bị mắng. gơ kỳ thật sở dĩ sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì gơ lấy được cái này lực hút trái cây thời gian không phải thật lâu. xác thực nói là gơ hôm qua mới đạt được cái này lực hút trái cây là Fujitora tối hôm qua cho gơ. mà Fujitora cũng trịnh trọng giao phó cho Echgo. Tại Echgo vẫn chưa hoàn toàn vận dụng thời điểm, đừng dùng linh tinh. Đáng tiếc ác gơ đối với loại này, vua hải tặc bên trong, được xưng trên biển bí bảo, có trên biển ác ma hóa thân, biệt xưng, giá thị trường chỉ ít 100 triệu berry trở lên đồ vật. Thế nhưng là dị thường hiếu kỳ cùng hướng tới. Không phải sao, còn không dễ dàng đạt được trái ác quỷ, ác gơ đương nhiên muốn tìm một cơ hội dùng một chút nha. Mà vừa vặn, dốc cơ bắc ghi liền xuất hiện, rất không may trở thành ác gơ lần thứ nhất sử dụng trái ác quỷ thí luyện đối tượng. Một lúc sau, đầy trời bụi đất dần dần tán đi. Trốn ở trong phòng thôn dân cũng là lần nữa lục tục ra. Các thôn dân lần này càng thêm chấn kinh, nhao nhao nhìn xem cửa thôn kia bị trên mặt đất vỡ ra mấy chục đạo khe hở siêu cấp hố to. Cảm thụ được trong hố lớn nhiệt độ cao liệt diễm thiên thạch truyền ra cực nóng khí tức. Lộc cộc, các thôn dân không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái lúc này kia trước đó thôn dân lần nữa đi đến ách gơ bên cạnh tràn run chỉ vào kia cho người ta cực kỳ chấn động siêu cấp hố to nói a ếch tư đây là người người làm ách gơ xấu hổ vô cùng gãi đầu một cái xin lỗi nói thôn trưởng đại thúc không có ý tứ a xuất thủ dùng sức quá độ hắc hắc thôn trưởng đại thúc trừng lớn hai mắt nhìn một chút trước mặt cái này thân cao mới đến nơi đây lồng ngực có thanh tú khuôn mặt dị thường lúng túng 10 tuổi thiếu niên, đang nhìn nhìn cửa thôn kia bị phá hư hầu như không còn thảm bại cảnh tượng, khóe mắt kịch liệt rút ra. Thôn trưởng đại thúc trong lòng giờ phút này lật lên sóng lớn đập sóng, thầm nghĩ. Đây quả thật là một cái 10 tuổi thiếu niên tạo thành A, hù chết bảo bảo ngọa táo. Ở trong lòng sợ hãi thán phục xong, đại thúc thôn dân đập đi đập đi miệng ba nói. Ha ha, gơ không có chuyện gì. Ngươi giúp chúng ta đánh bại hải tặc, tránh cho Passa Tâm chấn bị tạc hủy. Chúng ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Làm sao lại trách mắng? Nhớ tới kia bác ghi đạn. Thôn trưởng Đại thúc còn có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá khóe mắt không cẩn thận lại phủi một chút cửa thôn, không khỏi trong lòng quái dị nói. Còn tốt, gơ không phải hải tặc, không phải ta tình nguyện bị đạn pháo nổ chết cũng không cần gặp được ách gơ dạng này hải tặc thật là đáng sợ. Tại thôn trưởng Đại Thúc nói cho thôn dân, cửa thôn cảnh tượng chính là băng hải tặc Bắc Ghi là bị đánh bại mới tạo thành, mà đánh bại băng hải tặc Bắc Ghi chính là ách gơ sau. Các thôn dân cũng là nhao nhao cảm kích lên ách gơ, không có chút nào trách cứ, đồng thời trong lòng mỗi người cũng là dâng lên cùng thôn trưởng Đại Thúc đồng dạng quái dị ý nghĩ tại các thôn dân cảm kích ách gơ thời điểm. Đát, 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 từng tiếng guốc gỗ dẫm đạp âm thanh truyền đến. ầm ách gơ đầu bị một cây mộc trượng hung hăng gõ một cái. Ôi, lão cha, muốn hay không như vậy lực mạnh ách gơ vào cái đầu nói. Fujitora dùng Kenbunsoku Haki cảm thụ được cách đó không xa cửa thôn kia thiên thạch nhiệt độ, trách cứ, Tiểu tử thúi, không phải cùng ngươi giao hẹn qua A, à, chờ ngươi nắm giữ tốt trái ác quỷ năng lực tại sử dụng A, à, ngươi nhìn ngươi cái này phá hư, ách gơ hắc hắc xô, nói. Hắc hắc, lão cha bớt giận, ta đây không phải hiếu kỳ nha, ngươi cũng biết, 10 tuổi hai tử, lòng hiếu kỳ rất nặng, mà lại ta cái này lại không có làm bị thương người. Ta thế nhưng là cứu được thôn dân khỏi bị hải tặc xâm hại A, à, Fujitora bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nói gì liền ngươi cái này mồm mép nơi đó có 10 tuổi thiếu niên bộ dáng, nói lý so ta cái này hơn 30 tuổi người còn sẽ nói còn trượt nhắc nhở dưới, lúc này Fujitora tuổi tác mới hơn 30, gạch dưới. Gạch dưới, gạch dưới, ách gơ nhún vai, mở ra tay nói. Ai kêu ta trời sinh thông minh hơn người đâu, đúng, lão cha, ngươi tranh thủ thời gian dạy ta như thế nào nhanh lên nắm giữ khống chế trái ác quỷ đi không phải lần sau không chừng ta lại xuất thủ cường độ quá lớn." Fujitora nhẹ gật đầu, nói. "Ừm, ta hiện tại liền dạy ngươi." Fujitora nói, đối một bên tên thôn nói. "Các vị thôn dân, các ngươi trước mau lên, cái thôn này miệng hố to đến lúc đó ta đến xử lý a." Thôn trưởng Đại Thúc nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy ách gơ có thể mạnh như vậy như vậy cha của hắn nhất định cũng rất lợi hại, lấp hố không khó lắm, liền dẫn thôn dân lại riêng phần mình bận rộn mình sự tình đi. Fujitora quay người đối Edgar nói. Edgar, ngươi phải nhanh chóng nắm giữ trái ác quỷ, đầu tiên liền muốn hiểu trái ác quỷ, đầu tiên ngươi đã biết trái ác quỷ phân loại ta liền không giảng giải ta sau đó phải giảng chính là. Ta hiểu trái ác quỷ nguyên lý một người muốn có được trái ác quỷ năng lực cũng không cần dùng ăn cả viên trái cây chỉ cần cắn một cái tựa như pandora hộp ma cái nắp liền bị mở ra nương theo lấy siêu pơ khó ăn hương vị bị biển nguyền rùa ác ma từ trái cây bên trong thoát ra cùng linh hồn của ngươi kết hợp chung một chỗ vạn vật đều có sóng thuộc tính thanh nhạc sư cho rằng bất kỳ cái gì nhạc khí phát ra tiếng cũng có âm cao sóng trưởng âm lượng dao động cùng âm sắc giản hài sóng tổ hợp phương thức giữa thiên địa tựa như diễn tấu lấy khổng lồ làn điệu roger lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực cũng chính là nắm chắc cùng phân biệt ra được vạn vật âm cao âm lượng cùng âm sắc năng lực người ăn trái ác quỷ linh hồn của con người thân thể cùng ác ma ba cái đặc thù sóng liền tương hỗ can thiệp hình thành một loại mới trạng thái ác ma bao lại linh hồn để linh hồn có được phong phú hơn phương thức biểu đạt thân thể là linh hồn vật chứa cũng là ác ma chỗ ở linh hồn thông qua hệ thần kinh truyền điện sinh học đối thân thể hạ lệnh loại này sóng làm ác ma chỗ đóng gói mượn nhờ bị ác ma bao phủ thân thể phát tán ra, liền thành trái cây năng lực, mỗi ác ma đều có cá tính, đánh cái so sánh một cái ăn hệ lô ra trái cây người. Hệ lô ra trái cây ác ma không chỉ có ôm chọn người nào linh hồn, còn ôm chọn thân thể của người kia, để người kia biến thành có thể nguyên tố hóa, mà siêu năng lực trái cây có chỉ là bao khỏa linh hồn mà thôi, cũng tỉ như Yomi Yomi no mi quả thực, sẽ không bao quát thân thể, sẽ chỉ bao khỏa linh hồn, người lực hút trái cây ác ma tương đối sinh động. Cho nên tương đối khó khống chế, quả Mera Mera no mi ác ma liền phi thường sinh động, ây bên người đồ vật liền thường xuyên lửa cháy trong tay còn không có biên tốt mũ rộng vành cũng thỉnh thoảng địa thiêu hủy, xa bô cầm tới trái cây cũng phản nàn nó rất khó khống chế, giống như tùy thời nghĩ muốn xông ra xa bô thân thể. Nhưng là ngươi chỉ cần dùng tâm đi cố gắng cảm thụ mình trái ác quỷ sóng, tiến hành ước thúc nó, ác ma liền có thể duy trì tại thể nội, cái này có thể rất tốt khống chế mà ngươi muốn khai phát mình trái ác quỷ, ngươi liền muốn đi để ý tới ngươi sóng, khai phát ra khác biệt sóng, hiểu rồi sao? Ta vì ngươi làm mẫu hạ ta Jushi Jushi no mi, dù sao ngươi lực hút cùng ta trọng lực có dị khúc đồng công chi diệu. Chưa xong còn tiếp nơi này giải thích xuống, nhân vật chính lực hút trái cây ta cho rằng liền là manga bên trong Fujitora trái cây. Mặc dù nói hiện tại phần lớn người đang nói Fujitora trái cây có thể là trọng lực cũng có thể là là lực hút, mà vừa rồi có thư hữu nói với ta sao không để Fujitora có được trọng lực. Nhân vật chính lực hút, ta cảm thấy rất có đạo lý, dạng này có thể tốt hơn viết kịch bản, dù sao Fujitora tại nguyên tác kịch bản có địa vị trọng yếu tất cả ta liền đem mạnh lực hút trái cây cho nhân vật chính, Yushi Yushi no Mi cho Fujitora, thuận tiện nói rằng, Yami Yami no Mi quả thực nguyên tắc bên trong dâu đen nói kỳ thật liền là lực hút. Ta hiểu chính là Yami Yami no Mi quả thực kỳ thật liền là lực hấp dẫn, lỗ đen ý tứ, mà nhân vật chính lực hút thế nhưng là bao hàm các loại lực hút chương này có chút lải nhải, không có ý tứ, bất quá chương này ta cảm thấy muốn viết hạ, đối chương này trái ác quỷ nguyên lý là ta tìm rất nhiều tư liệu mình tổng kết, không thích chớ phun ha. Hải tạc chi lực hút trái cây vân điên lãnh nguyệt đại đại đêm trăng tròn, cầu lai like hoa tươi đánh giá khen thưởng nguyệt phiếu. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com XG ngươi chỉ là bắt trước ta Jushi Jushi nomi đây không tính là khai phát, ngươi phải nhớ kỹ, không có mạnh nhất trái ác quỷ, chỉ có mạnh nhất trái ác quỷ năng lực già. Trái ác quỷ kỳ thật không phân mạnh yếu, mà ở chỗ ngươi làm sao khai phát, nhìn kỹ. Fujitora thoại âm rơi xuống, vốn là bình cùng khí tức Fujitora tại kia một chớp mắt khí tức đột nhiên trở nên lăng lệ cùng lúc trước kia bình thản bộ dáng cho người ta một loại cực lớn tương phản fujitora chậm rãi nhổ xuất thủ bên trong mộc trượng trường kiếm cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển trong tay mộc trượng trường kiếm hướng lên chuyển ra một vòng xinh đẹp kiếm hoa ầm ầm ác lập tức cảm giác đứng đại địa kịch liệt giao vàng mà cách đó không xa cửa thôn kia rủi do hố to không ngừng trên dưới dao động phát ra thổ địa va chạm to lớn tiếng oanh minh chỉ chốc lát sau, tại ách gơ quan sát dưới, cửa thôn hố to chậm rãi nâng lên, lộn xộn tại bốn chỗ đá vụn nhau nhau hiện lên bay về phía kia trong hố lớn vỡ ra trong khe hở lấp đắp lên đi. Thiếu nghiêng, cửa thôn bị Angus tạo thành hố to đã khôi phục vuông vức, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm cái hố dấu hiệu. Mặt khác bị thiên thạch vùi lấp băng hải tặc bắc ghi đám người cũng là bị Fujitora lấy ra ngoài, nhét vào Fujitora bên cạnh phủi mắt trong hôn mê bắc ghi bọn người ách gơ vuốt mông ngựa nói oa lão cha lợi hại a à, nhanh như vậy liền giải quyết cái này hố to fujitora hơi hơi iso đối với ách gơ mông ngựa rất là hưởng thụ nói tiểu tử thúi đừng nịnh hót người biết ta là thế nào đem hố to lấp đáp lên sao ta là đem trọng lực phương hướng ngược sử dụng tác dụng hướng lên khiến cho mặt đất nâng lên biết ta nói tới ý tứ a Edgar như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu suy tư một lát sau nói ta đã hiểu lão cha ngươi là muốn nói cho ta khai phát trái cây năng lực muốn linh hoạt suy nghĩ không thể câu nệ tại thường thức thật giống như trọng lực tại trong thường thức là một mực hướng phía dưới nhưng là nếu như chúng ta đem trọng lực ngang sử dụng, cái kia chính là một loại biến tướng lực trùng kích, hướng lên sử dụng, biến tướng có thể để chúng ta lơ lửng. Nếu như đối một người tả hữu sử dụng trọng lực, cái kia chính là biến tướng chen tương đương ép, trọng lực lớn một chút có thể trực tiếp đem người kia chen tương đương đè chết, lão cha ta nói có đúng không? Nghe Edgar suy một ra ba lời nói, Fujitora hài lòng nhẹ gật đầu, nói không tệ, ta muốn nói chính là cái này ý tư, còn có một chút, ngươi đã biết nói sao trưởng khống trái ác quỷ. Kỳ thật ngươi còn có thể lợi dụng ta vừa rồi nói đối với đem trái ác quỷ nguyên lý lý giải, liền là sóng âm sắc âm cao những thứ này. Nếu như ngươi có thể tìm ra chính ngươi đặc thù sóng trưởng, vậy cũng tương đương ngươi khai phát một loại năng lực mới, hiểu rồi sao? Ách nhẹ gật đầu, trẻ con nen thanh tú khuôn mặt lộ ra một vòng chăm chú, nói ừm, đã hiểu, nơi này giải thích xuống, ta nói đặc thù sóng trưởng, tỉ như chopper có thể sử dụng Rambo Bo tìm tới trái Hito Hito no Mi 7 cái biến hình điểm. Liền là tìm được trái cây 7 cái đặc thù sóng trưởng, biểu hiện ra 7 loại đặc thù, âm cao. Zoro nghe được Mr một thể nội sắt thanh âm, cũng chính là dùng Kenbun Soku phát giác nhanh chảm ác ma đối ứng âm sắc nghe gơ mang theo nhận thực sự ngữ, Fujitora lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói. Được rồi, vậy ngươi suy nghĩ đi, ta đi đem những này hải tặc xử lý xuống, Fujitora nói xong, liền không tiếp tục để ý chính đứng ở nguyên địa tự hỏi gơ. Hiện lên bác ghi bọn người hướng về nơi xa mà đi trăng tròn như cái mâm bạc, bầu trời đầy sao. Ách gơ tại làm xong một nghìn hạ đơn chỉ dựng ngược chống đẩy cùng nhất thiên hạ vung đao rút đao luyện tập về sau, lau đi mồ hôi trên trán ngẩng đầu ngắm nhìn tấm màn đen hạ treo thật cao ở trên trời ngân nguyệt. Hôm nay là trăng tròn thời gian. Nhìn qua trong bầu trời đêm tản ra thánh khiết ngân sắc quang mang trăng tròn, ở xung quanh phiêu đãng mấy đóa bị ngân nguyệt chiếu xạ thành ngân bạch đám mây. Ách gơ bị hôm nay bầu trời đêm mê ở, ngơ ngác nhìn, không khỏi lẩm bẩm nói. Mặt trăng chẳng qua là một viên cằn cỗi hoang vu, mặt đất tràn đầy mấp mô hố thiên thể mà thôi, lại là tại phản xạ dưới ánh mặt trời, nhìn như vậy mỹ lệ thánh khiết đúng lúc này. Tự lầm bầm ách gơ trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Ách gơ bắt giữ lấy trong đầu kia chợt lóe lên linh quang, cúi đầu lẩm bẩm. Mặt trăng, mấp mô, thiên thạch thiên thể lực hút có ta nghĩ đến ác gơ đột nhiên nghĩ như bị điên lớn tiếng nói sau đó thật nhanh chạy ra quán trọ chạy ra Passa tầm trấn chạy đến bờ biển mà đi ác gơ sắc mặt tràn đầy hưng phen giống như là chúng số đồng dạng hào hứng một đường phi nước đại đến bờ biển vừa tắm rửa xong ra fujitora nhìn qua từ bên người chạy vội mà qua ác gơ lớn tiếng nói tiểu tử thúi chạy nhanh như vậy làm gì đi? Ách gơ một bên chạy vội một bên quay đầu hô lớn. lão cha ta nghĩ đến, ta nghĩ đến một cái rất lợi hại chiêu thức ta đi thí nghiệm dưới. chỉ chốc lát ách gơ theo tiếng người âm dần dần đi xa. passa xa tầm chấn chỗ hòn đảo bờ biển. Ách gơ khí thở thở phì phò đang nghỉ ngơi một hồi bình phục tốt nội tâm cùng khôi phục xuống tương đương thể lực sau nhìn qua bờ biển cái khác vách núi, ách gơ thần bí y xô. Tiếp xuống, đoán chừng cái này vách núi là khó giữ được. Nói xong, ách gơ thân ra hai tay, hai tay thành chảo hình, mười ngón tương đối, làm thành một cái vòng tròn, nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội ác ma. Một cỗ nhìn bằng mắt thường không thấy gợn sóng, từ ách gơ hai tay làm thành tròn tâm làm trung tâm nhộn nhạo lên. Ông, ông một tia nhỏ xíu tiếng ông ông vang lên. Chỉ gặp một cái màu đen tiểu cầu thể tại ách gơ hai tay làm thành tròn tâm bên trong tạo ra. Ngay từ đầu chỉ có chừng hạt gạo từ từ. Từ từ chừng hạt gạo màu đen tiểu cầu thể khuếch trương lớn đến có bóng bàn lớn nhỏ, sau đó đình chỉ mở rộng. Ách gơ nâng kia tại trong tay mình lơ lửng màu đen tiểu cầu thể, lập tức dùng sức ném bờ biển cách đó không xa trên vách đá công khi bị ném ra hắc cầu ở trên vách núi công lúc dừng lại lúc này ách gơ dẫn động kia hắc cầu một cỗ cực mạnh lực hút đột nhiên từ hắc cầu bên trong bạo phát đi ra két két từ nham thạch tạo thành vách núi không ngừng phát ra ken két âm thanh sau đó vách núi nham thạch một viên một viên bị hấp dẫn hướng hắc cầu bám vào hắc cầu bên trên theo nham thạch từng khỏa bay về phía hắc cầu, trong phạm vi nhất định vách núi nham thạch dần dần băng liệt. Sau đó số lượng đông đảo lại lớn nhỏ không đều nham thạch dần dần địa hấp dẫn đến hình cầu bên trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nham thạch tạo thành vách núi bị hắc cầu cường lực hấp dẫn cuối cùng ứng thanh mà nát toàn bộ bay về phía hắc cầu. Khi vách núi vỡ vụn, hắc cầu cũng là hình thành một cái cùng loại cỡ nhỏ thiên thạch trôi nổi hình cầu chưa xong còn tiếp lãnh Nguyệt lần nữa quỳ cầu lai like, hoa tươi 10 điểm đánh giá khen thưởng Nguyệt phiếu tê mũ tê